Rồi xin chào anh em, chào các bác nhé. Thì chị hôm nay mới về và em test cặp loa Bose 301 monitor series 2 đời. Con này là sản xuất USA đời 2 bóng đèn cho bác khách ở Hoài Đức, Hà Nội nhé. Đôi thì rất là đẹp rồi. Và loa là cái lô này thì bây giờ là từng cái em sẽ kiểm tra cho các bác hết nha, để gửi đi cho nó an toàn. Bởi nhiều cái test xong đi rồi cái nó này thôi, em tiệm là hết xong. Lo là nguyên zin 100% nhé, nguyên zin 100% gân zin các bác nhá, gân zin cho các bác luôn nha. Thì cái lô này là em về khoảng một chục cặp, một chục cặp thì nó còn lại đâu đó khoảng chừng 5 cặp nữa thôi. Đây là cặp của bác khách ở Hoài Đức, Hà Nội nha, rất là đẹp. Mới vệ sinh xong làm luôn cho bác nha. Lo tuyệt đẹp luôn ha, bác xem nha. Nó vẫn có lông mèo lông chuột ha, đó là hàng bãi nó phải có, nhưng mà lo là liền lạc ha. Các bác nha. Và số series của bác là đây 75275, nhưng mà cái mã theo lo là người ta bên bản người ta có đánh dấu 62 nè ha. Bạn ta đánh cặp sẵn cho mình luôn đó, đây cũng 62A luôn đó, lo nguyên hiện hết nha, rất là đẹp đó. Giá là 7,5 triệu bao ship, lô này về tốt hơn em sẽ bán giá tốt hơn. 7,5 triệu bao ship toàn quốc cho các bác nha, nếu các bác chuyển khoản đủ. Và hiện tại chỉ còn khoảng 5 cặp là hết. Bác nào yêu thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0 3436 1245. Lo đẹp, hàng zin, hàng bao cho bác chơi, nếu có lỗi làm em đổi thì các bác đừng cái nhá đó, có tí tẹo thôi, nhưng mà các nhiều chỗ nó bán rẻ hơn, các bác phải kiểm tra lại đời một bóng hay là đời không bóng đèn luôn nữa nha. Cái đời đó nó giá nó rẻ hơn các bác nha. Đó, lo rất là đẹp luôn à, đẹp xuất sắc ha. Rồi mời các bác nghe thử nha, bass rất là hay. Và cái dòng không có bóng đèn hay là cái dòng mà không có bóng đèn thì tiếng bass không bao giờ được như thế này các bác, nó đặc biệt ha. Từ đây đôi đứa đôi đường còn lại tôi ở phương này, dặn anh về đơn vị mới nhớ viên thư thăm nhiều. Anh ơi tôi biết nói chi đây, giây phút quyết luyến chia tay canh gác đã đến phiền rồi. Kỷ niệm trong đời lời tôi lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Anh ơi tôi biết nói chi đây, giây phút lần cuối thôi nâng cạn hết ly này. Các bác nghe được cái tiếng trung, tiếng trap và cả tiếng bass nó rất là tròn trịa nha. Rồi và tới đây thì em xin kết thúc clip. Và bác nào yêu thì hãy phone cho em nha, thì em đang còn được khoảng 5 cặp thôi. Bác nào yêu thì hãy phone cho em qua số điện thoại 0343612345 nha. Tới đây thì em xin kết thúc clip. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.